Fan đứng ngồi không yên khi thấy Bích Phương giảm cân đến mức gầy trơ xương. Giảm cân để có được vóc dáng thon gọn, nhưng có ai ngờ rằng Bích Phương đã gầy đến mức lộ hết cả phần xương quai xanh. Vừa qua, Bích Phương được nhắc đến trên khắp các diễn đàn kể từ lúc cô cho ra mắt MV Bùa Yêu, với một sản phẩm chỉnh chu, âm nhạc mới lạ đã giúp cô tạo nên được thành tích dữ dội trên khắp các bảng xếp hạng từ trong và ngoài nước. Đây không phải là điều dễ dàng mà nghệ sĩ Việt nào cũng có thể thực hiện được. Lời bài hát hay, cả việc bị dính Bùa Yêu cũng liên tiếp được khán giả nhắc đến trên bình luận, dòng trạng thái của họ. Sau khi có được những thành công đáng kể, Bích Phương nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn ở khắp các sân khấu và nơi nào cô cũng được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Mới đây nhất, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi xuất hiện với thân hình gầy nhom hoàn toàn khác so với vóc dáng của cô trước đây. Diện đầm 2 giây, người hâm mộ thấy rõ Bích Phương gầy trơ xương. Thời gian qua, cô đã nỗ lực rất nhiều trong việc lấy vóc dáng mảnh mai, nhưng gầy đến mức này thì các fan sẽ rất lo lắng cho sức khỏe của cô. Với gương mặt thon gọn, Bích Phương như chứng minh rằng mình đã giảm cân thành công, chẳng còn bánh bao nữa. Cũng bởi lẽ đó mà hình ảnh vóc dáng của cô trong MV gần đây đã khiến nhiều người thích thú. Trước đó, Bích Phương xác nhận chỉ còn 47kg, giảm hơn 4kg so với trước đây, nhưng hiện tại số cân nặng tiếp tục giảm. Thấy con gầy gò, mẹ của nữ ca sĩ không khỏi lo lắng. Đã có nhiều lần mẹ Bích Phương thể hiện sự xót xa và chỉ thích con gái cân mẫm mỉm. Dẫu vậy, không thể nào công nhận rằng Bích Phương ngày càng ghi điểm với công chúng nhờ vào nhan sắc rất xinh đẹp và quyến rũ. Trứng Thành 5 lần không ra tòa khai về vụ kiện của danh hài Duy Phương. Trong những lần Tòa án Nhân dân quận 1 mời Trứng Thành và Lê Giang lên làm việc, vì là người có liên quan trong vụ nghệ sĩ Duy Phương kiện HTV và Đông Tây Promotion thì hai nghệ sĩ đều vắng mặt. Sáng 21 tháng 6, danh hài Duy Phương cùng luật sư Nguyễn Quốc Cường đã đến Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để có buổi gặp gỡ hòa giải lần 2 phía đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và nhà sản xuất Xoánh Hào Quang, công ty Đông Tây Promotion. Sau buổi trao đổi hơn 2 tiếng đồng hồ, nghệ sĩ Duy Phương cho biết việc anh quyết định đưa đơn kiện các bên liên quan là một điều hết sức đắn đo bởi nhà đài cũng là cái nôi để anh phát triển nghệ thuật và không ít lần cộng tác. Tuy nhiên, sự việc Lê Giang lên sóng truyền hình tố chồng cũ đánh đập bạo hành, ném từ cầu thang xuống là sai sự thật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nghệ sĩ hài. Bạn không thể chà đạp nhân phẩm người khác để khán giả thương bạn, rồi người khác chết à, đâu ai cho phép bạn làm điều đó. Trong nghệ thuật, những điều gian khổ là chuyện của bạn, cuộc sống thì phải công bằng. Trong buổi hòa giải, tôi có nói thẳng với thẩm phán, em bảo Lê Giang nó ít à, nếu cô ấy bảo Duy Phương giết người, rồi nhà đài phát sóng thì đó là trung thật sao? Tôi có nói một điều mà phía HTV và Đông Tây Promotion gật đầu đồng ý là có thể nhiều việc quá khiến họ sơ suất trong khâu kiểm duyệt và phát sóng. Vì vậy, hai bên đó phải nhận thấy mình sơ suất trong việc này, chứ không nói đã thẩm định rồi phát sóng. Tôi hoàn toàn không đồng ý như vậy. Nói sai thì họ không chịu sai và bảo đã làm đúng như văn bản gửi, nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ. Nghệ sĩ Duy Phương cho hay ông đang chờ kết quả giải quyết từ tòa án để mọi việc trở nên êm đẹp nhất có thể. Sáng 22 tháng 6, các bên liên quan tiếp tục có cuộc gặp gỡ hòa giải tại Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Thẩm phán sẽ lấy ý kiến đôi bên để tháo gỡ khúc mắc và nhận định sự việc. Tôi là người có thể xoa dịu tất cả mọi lùm xùm vừa qua. Chương trình có thể mời tôi và vợ con để làm một số phát sóng. Ở đó vợ tôi xin lỗi tôi thì mọi việc sẽ được giải quyết. Tôi và bên nhà đài, nhà sản xuất không mong muốn chuyện xảy ra, nhưng đó là cách để cùng ngồi lại với nhau, nhìn nhận lỗi và tìm ra phương án tốt đẹp, để về sau sẽ không có những nhọc nhằn xảy ra. Ai cũng mong muốn điều đó, tòa án cũng khá đồng tình với ý kiến của tôi, nam danh hài nói. Dù Xoánh Hào Quang đã tạm ngưng phát sóng từ lâu, nhưng theo Duy Phương điều đó không thành vấn đề. Nếu chương trình muốn êm xuôi thì phải làm, một tay chương trình làm rất nhiều số thì không gì là không thể. Luật sư Nguyễn Quốc Cường, người đại diện nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ, sau buổi hòa giải lần 2, HTV và Đông Tây Promotion vẫn giữ quan điểm là họ không sai và bác bỏ yêu cầu khởi kiện của nghệ sĩ Huỳnh Thiên Dũng, tức Duy Phương. Trong buổi hòa giải sáng 22 tháng 6, tòa án và các bên sẽ tiến hành phân tích chứng cứ, mở băng ghi hình chương trình Xoánh Hào Quang số phát sóng của nghệ sĩ Lê Giang, luật sư Cường cho hay. Cũng theo luật sư Cường, trong các buổi làm việc, tòa có gửi giấy mời triệu tập những người liên quan là nghệ sĩ hài Trấn Thành và Lê Giang. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ này đều 5 lần vắng mặt. Hai nghệ sĩ có làm giấy xin phép vắng mặt. Những lần vắng mặt như vậy là họ sẽ không gặp vấn đề gì. Song khi tòa có quyết định tuyên bố những chia sẻ của Lê Giang trong chương trình không chính xác, thì cô ấy sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, luật sư Cường nói thêm.
Thu Trang, Diệu Nhi hơi keo, Trấn Thành thì nói nhiều quá mức. Góp mặt trong chương trình sau lộ mặt, Thu Trang liên tục làm khán giả bật cười khi kể chuyện Trấn Thành, Diệu Nhi đối xử không tốt với mình. Thu Trang cho biết, trong ngày chị khai trương quán mới, mặc dù đã làm công tác tư tưởng với các đồng nghiệp từ sớm, song vẫn có những người cực kỳ không biết điều. Theo lời Thu Trang thì Diệu Nhi có tới chúc mừng nhưng không mua ủng hộ. Thu Trang nói, con bé đó nó sống bậy lắm, nó làm như thế với chị là không được. Phải nói với ông xã là không diễn trong live show của nó. Diệu Nhi sống như thế là kỳ. Từ trước đến giờ chẳng có thân thiết gì nên bây giờ nói ra cũng chẳng sao hết. Bên cạnh đó, Thu Trang cũng lật mặt những người anh em tưởng rằng sống tốt với mình nhưng thực chất là chẳng ra gì. Ngoài Diệu Nhi còn có những cái tên quen thuộc như Trấn Thành, Hải Triều, BB Trần. Với Trấn Thành, Thu Trang thẳng thắn bộc bạch rằng anh chàng này là người rất tài giỏi, có khiếu hài hước, được mọi người thương mến. Nhưng Trấn Thành có tật xấu lâu năm khó bỏ là nói nhiều, nói tranh phần của người khác và đôi khi chẳng biết do cái miệng của mình mà người xung quanh bị khó chịu. Nếu có điều gì muốn nói với Trấn Thành, Thu Trang chắc chắn mong anh bớt nói lại. Một nhân vật khác cũng nằm trong diện tố cáo của Thu Trang là diễn viên trẻ Minh Dự. Anh chàng này được Thu Trang cho hẳn 200.000 đồng để mua hàng lấy oai. Nhưng oái âm thay, Minh Dự chẳng những không mua giúp Thu Trang mà còn lấy tiền đó ăn hết. Quá uất ức vì thái độ thiếu chân thành này, Thu Trang đã mượn sao lộ mặt để tố cáo đàn em. Trấn Thành chê Harry Won ăn uống hàm hồ, luôn cắm đầu gục mặt. Bị vợ dập lại quá xấu hổ. Không chỉ dùng chiêu trò chơi xỏ Harry Won khi ăn uống, Trấn Thành còn chọc quê bà xã. Dù rất bận rộn với nhiều công việc, thế nhưng vợ chồng Trấn Thành và Harry Won cũng dành thời gian đi trải nghiệm khám phá ẩm thực. Trong số mới nhất của Siêu Hoa Măng, cặp tình nhân ngôi sao đã đưa nhau đi thưởng thức món Crawfish. Đây là món ăn nổi tiếng ở Mỹ, nhưng thời gian gần đây đã du nhập về Việt Nam và được các bạn trẻ yêu thích. Vốn tính hài hước, anh Xin và chị Ri liên tục mang tiếng cười cho người xem trong suốt mấy chục phút lên sóng. Bước vào quán, Trấn Thành và Harry Won nhanh chóng chọn chỗ ngồi và gọi đồ ăn. Trong lúc chờ đến lượt được phục vụ, hai vợ chồng đã tranh thủ giới thiệu sơ qua về món ăn yêu thích của mình, đó là Crawfish. Hôm nay, Trấn Thành và Harry Won giới thiệu tới khán giả món Crawfish. Đây là món ăn siêu thích tại Mỹ, tôi và bà xã thường xuyên thưởng thức mỗi khi tới đất nước này. Con Crawfish tên tiếng Việt được gọi là con tôm đất đó, Trấn Thành cho hay. Ngồi bên cạnh nghe chồng giới thiệu về món ăn, Harry Won tiếp lời, vừa hân hoan nói trong niềm hạnh phúc, vợ chồng tôi khớp và hiểu nhau lắm. Nữ ca sĩ gốc Hàn vừa đeo bao tay cho chồng để chuẩn bị dùng bữa, dành sự quan tâm cho Trấn Thành, nhưng giọng ca anh cứ đi đi lại đón nhận hành động trái ngược từ bạn đời. Mắng bà xã xối xả, sao em đeo lâu dễ sợ vậy, mất bao nhiêu thời gian của anh. Trấn Thành cũng thẳng thắn từ chối khi vợ đề nghị anh đeo giúp cô găng tay. Cảm ơn em yêu, nhưng việc đeo bao tay đó là của em, Trấn Thành bảo. Vừa tẻn tò vì vụ đeo găng tay, Harry Won lại tiếp tục bị chồng chơi xỏ lúc ăn uống. Nói lấy thìa xúc thức ăn cho vợ, nhưng khi Harry Won vừa há miệng đón nhận, Trấn Thành lại nhăn tay giật lại đưa vào miệng mình. Thậm chí đến khi hướng dẫn món ăn, Trấn Thành cũng không quên dìm hàng bà xã. Bê đĩa, thưa quý vị, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách ăn một con Crawfish làm sao ngon. Và đỡ mất thời gian nhất, cách đầu tiên là ăn hàm hồ như vợ tôi, cô ấy ăn cắm đầu ăn gục mặt, không cần trò chuyện với ai hết, nam danh hài kể. Khép lại công cuộc ăn uống, Trấn Thành khoe chiến tích là bàn tiệc sạch bách đồ ăn trong tiếng cười thích thú của bà xã. Tránh ống kính khỏi vị trí của mình, nhưng trưởng phòng ân rời cậu đây rồi, lại chân hết phần ăn uống của bà xã Harry trước máy quay và tiếp tục dìm hàng bạn đời, nãy giờ tôi mãi nói chuyện sơ hở là bà ấy ăn hết một thau luôn. Trấn Thành Harry Won đang là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Bên cạnh những phút giây trên sân khấu, cặp vợ chồng ngôi sao cũng thường xuyên mang 10 thang thuốc bổ cho khán giả. Nhờ những clip cực lầy lội, trước đó Trấn Thành cũng từng đấu tố vợ. Tôi nhẹ nhàng dùng bữa trong khi Harry Won cắm đầu lo ăn. Tháng 1, 2018, Xin và Ri đã tranh thủ livestream trò chuyện cùng mọi người khi đi ăn uống. Lên sóng trực tiếp khi đang thưởng thức bữa ăn, Trấn Thành và Harry Won vô tình để lộ thói xấu. Theo đó, cả hai liên tục đấu tố nhau khi dùng bữa. Chị Ri bốc mẹ chồng ăn nhiều, ăn nhanh và ăn hết phần của vợ, trong khi anh Xin lại cho rằng bạn đời ăn tham nhưng lại hay biện minh. Khi bị người hâm mộ nhận xét ăn nhiều hơn Harry Won, Trấn Thành bảo, trời ơi nhìn kìa con gái gì mà ăn thấy ghê. Tôi ăn nhẹ nhàng nói chuyện còn Harry Won chỉ cắm đầu vào lơ ăn, vậy sao tôi ăn nhiều hơn được. Đáp lại lời chồng, Harry nhắn nhủ, nhìn em ăn rất chi là có phước, nên anh đừng có nói gì hết, em không phải là con heo. Minh chứng chuyện nhiều ít, Harry lấy vóc dáng thon gọn ra làm thước đo.
bị đuối lý khi bà xã hỏi mọi người thấy Harry hay anh xìn mọc hơn. Trưởng thành phân trần, một người chồng quá thương vợ, thường ăn phần dư thừa bỏ lại nên bị mập. Còn vợ toàn bắt chồng ăn thừa nên ngày càng ốm. Tôi mập hơn các bạn phải tội nghiệp tôi chứ. Mặc cho ông xã than thở, nữ ca sĩ gốc Hàn tiếp tục công kích. Các bạn hiểu không, Harry chưa kịp ăn thì nó đã vào trong bụng anh ấy rồi. Vì thế nên Harry ngày càng phải ăn ít đi. Cuộc tranh luận của cặp vợ chồng ngôi sao kết thúc khi nam danh hài nhờ tòa án lương tâm can thiệp. Sai sự thật, tòa án lương tâm của từng người sẽ lên tiếng, danh hài họ Huỳnh nói. Khoảnh khắc hớm hỉnh của vợ chồng Trấn Thành và Harry Won khiến ai cũng cười thích thú. Idol của chúng em hài hước dễ thương quá. Anh chị đã cho fan những thang thuốc bổ để giải trí giữa cuộc sống bon chen nhiều cám dỗ. Cảm ơn vợ chồng Xin và Ri nhiều nhé.